Cái chúng ta cái trận đấu tiếp theo của tối hôm nay đó là Sang nhá chúng ta Cowboy, Mon nhá chúng mình đó là Doctor, Mo nhá chúng ta Tip và tao là Tích nhá chúng ta Lucky Guy, hầu gái. Và có vẻ như là Tích đang muốn đổi cho mình đó là con hàng gì đây, tôi không nhìn rõ cái gì đây. Ê, cái gì đấy, Explorer skin gì đây? Vâng. À đó là Explorer. Vâng. Đó là mod đang vâng nhà hàng cho mình nó là vâng skin Magician Leaper. Mod ơi, mod cầm ấy đi, cod Dater đi. Mod ơi. Mod. Cod Dater. Đó là Cowboy từ Player Sang, Explorer đến từ Player Stick, một Explorer khác đến từ Mo. Và vâng, đúng như tôi gọi, à vâng, cảm ơn bạn Mon khi mà tôi đã gửi. Đó là Coordinator cầm cho mình đó là Black Swan. Tuyệt vời. Vâng, đó là Player Stick. Vâng, đó là Player Stick khi mà nấp ngay cạnh cái máy. Đây là tự ăn cho mình, nó là một hit đến từ Player Ngân Khùng. Và đây là Bạch Tuộc. Vâng, đó là một pha nấp đến từ Player Tick. Nhưng mà có lẽ rằng là camera của anh có vẻ hơi tù, khi mà Ngân Khùng nhìn rất rõ ràng luôn. Vâng. Và đó là Player Tick lên đến chưa máy nào được đi cốt. Cùng với đó đây là Fister Bạch Tuộc với khả năng kem, có thể là mạnh nhất trong cái góc. Vâng, góc này là góc vô cùng khó kéo khi mà các vật cản xung quanh rất nhiều. Các bồi sẽ làm thế nào đây? Vâng, xúc tu thì đã hết hiệu lực rồi. Vâng, đã kịp tạo được một xúc tu mới rồi. Đó, phần tấn công đó. Đó là một khẩu súng đến từ Coordinator. Vâng, đó là một pha cứu thành công đến từ vị trí của Cowboy. Tuy nhiên thì có vẻ như theo như tôi nhìn không nhầm thì Cowboy không mang cho mình đó là 20 giây bất tử. Và vâng, đó là phát hiện ra vị trí của Mon cũng như phát hiện ra vị trí của Cowboy rồi. Đó là hit đã tấn công đến từ vị trí của Fister. Vâng, ba người đã rơi vào trong tình trạng mất máu rồi. Đó là một pha lật ván đến từ không Player Sang. Tiếp tục lật ván, đó là một pha gọi là Zone Hunter lại. Trong lúc đó thì Explorer có vẻ như là đã được hồi máu rồi. Vâng, đó là tiếng teleport đến từ Player Ngân Khùng. Có vẻ như là gặp cho mình là Player Mo rồi. Tôi không biết là Player Mo cầm con Explorer này có hay hơn Player Tick không, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nãy ông Tích ông trốn khó hiểu quá. Vâng, đó là ngay thức ăn cho mình đồng hit. Player Mo đang bị kẹt vào trong tường, liệu xúc tu có tới không? Đây là một Fister level 2. Tuy nhiên thì Fister, cái khu vực này là khu vực chưa chase quá nhiều, nhưng đó là một pha đặt xúc tu chính xác đến từ Fister. Có vẻ như là Môn vẫn chưa sử dụng cho mình đó là bất tử 20 giây. Vì pha đó là cao mồi cứu chứ không phải là Coordinator nếu như tôi nhớ không nhầm. Tuy nhiên thì không còn cho mình đó là khẩu súng nữa. Liệu có cứu được thành công hay không đây? Hay ai sẽ là người đi cứu, có phải là Cowboy hay không? Với những pha ném dây thần thánh, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, có vẻ là đang nhìn thấy vị trí của Sang rồi. Lạnh. Sorry các bạn. Vâng, sorry tất cả các bạn khi mà tôi vừa hắt xì một cái khi mà gió đông vừa về. Vâng, đó là một pha lật ván chính xác đấy từ Player Sang. Vâng, đó là pha cứu đến từ Mon, và chắc và đúng như tôi dự đoán đây là Mon không cầm cho mình, đó là bất tử 20 giây.
tôi không hiểu lắm khi một con Inviter mà không cầm cho mình ra bất tử 20 giây. Vâng, rồi, đó là style riêng của bạn ấy thôi. Vâng, Explorer nó ngồi lần thứ hai mà có lẽ hình như đó là 51% ghế rồi. Không có quá nhiều cơ hội. Vâng, đó là một pha kéo trượt đến từ Cowboy xa. Vẫn còn đó là 3 máy. Vãi trượt, vâng, đó là 49% chứ không phải 51%. Vâng, có một lời khen dành cho player Mon khi đã cứu 49%. Vâng, vô cùng hay đến từ player Mon, cầu rất nhiều thời gian cho người đồng đội của mình. Và đó là một pha, vâng, đó là một pha tê lê đến từ player Ngân Khùng, ngay lập tức là Explorer được cứu. Tuy nhiên thì cơ hội dành cho Hunter vẫn còn khi mà rất nhiều người chỉ còn một máu. Và để tốn thời gian mà hồi máu cho nhau thì chắc chắn là đi cốt không đủ thời gian rồi. Chúng ta vẫn phải chờ xem, Hunter vẫn còn rất nhiều cơ hội trong trận đấu này. Có vẻ như đó là nhìn thấy vị trí của Pelota nó tích rồi. Gió đông lạnh về. Và có vẻ như là vẫn đang nhìn thấy vị trí của player tech phía sau đó. Vâng, tiếng tim đập rất to và đó là gặp nhau rồi. Đó là pha tấn công chính xác đến từ Ngân Khùng. Hunter là Fister hay người ta gọi đó là Bạch Tuộc. Cứ sửa máy đi đến từ player tao là Tích. Vâng, có vẻ là thấy cái đầu lo ló của player Tích rồi. Ngay lập tức ăn cho mình đó là một hit. Tôi không hiểu tại sao là anh lại phải đi ra ngoài để nhìn, để ăn một hit nữa. Vâng, đấy là chiến thuật của anh Trang. Trong lúc tôi nói thì còn một máy. Vâng, Explorer lên lần ngồi thứ hai của anh rồi. Đó là một hit để xúc tu và ngay lập tức ăn cho mình một hit thứ hai từ đánh thường. Cowboy không kịp rút đó ra là sợi dây thừng. Tôi đã nói rằng là còn rất nhiều cơ hội dành cho Hunter khi mà đó là Fister level 2 với khả năng kem mạnh nhất trong toàn bộ game. Không có Hunter nào kem mạnh như Fister, thậm chí kể cả là Nhện chỉ có thể solo thôi, nhưng nếu có cho mình đó là 20 giây bất tử thì việc Nhện kem không có nhiều khó khăn lắm. Tôi nghe thấy tiếng teleport rồi, đó là phát hiện ra vị trí của ai đây. Vâng, Mon ơi, em đứng ở một vị trí có thể hơi bị đông không mông quạnh quá. Vâng, đó là một pha mà sử dụng có vẻ như là player Mo cầm cho mình đó là 20 giây bất tử khi cứu Cowboy. Vậy thì ai sẽ là người cứu Coin Editor đây? Là một Cowboy phi dây toàn trượt hay là một Explorer đầy máu? Chúng ta cùng chờ xem. Đó là một pha điểm cứu đến từ player sang, ngay lập tức Mo ngồi lần số lần thứ hai. Không, như đó là dí đến từ player sang, nó kéo thẳng vị trí của Hunter. Khu vực này không còn quá nhiều tấm ván nữa. Chỉ là đơn giản quay lại bốc môn lên thôi. Vâng, đó là một pha kéo không chính xác nữa. Và đó là một pha có vẻ như là không hiểu ý nhau đến từ các survivor khi mà ngay lập tức sử dụng cho mình đó là bật chiếc máy cuối cùng Active Borrow Time. Nhưng mà có lẽ rằng là vâng, rất đáng thức dành cho survivor khi mà môn có cho mình đó là Borrow Time. Vô cùng đáng tiếc. Vâng, player Ngân Khùng bây giờ chỉ cần kem nữa thôi là ít có cho mình một trận hòa. Lại là một pha kéo trượt đến về sang, nhưng Ngân Khùng có cho mình đó là một con hit one kill. Vâng, đang đứng im, tôi cũng không hiểu lắm. Cứu xong rồi, lê Ngân Khùng đứng ngay FK luôn.
tắt 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 tắt